Hello, mình chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là trời xung quanh nắng quá mọi người. Hiện tại mình đang ở ngoài cái đồng ruộng nha, mà phải nói là đồng khô mà cỏ cháy luôn á mọi người. Có mọi người nhìn xung quanh này. Đó, bên kia thì cũng có mấy cái nhà. Đó, bò đang ăn mà không biết ăn cái gì nữa. Ruộng này gặt lâu rồi mọi người, nhưng mà có nước người ta không có thả về, quá hạn luôn. Giờ cánh đồng là chỉ là đồng khô hết luôn nè, đó mọi người xem nè. Đó. Nắng quá mình đi khúc bờ ruộng kia qua để đây mình núp vô được cái lùm mát này. Mình nhăn cái mặt như con khỉ luôn mọi người. Thì hôm nay mình ra đây. Đó, hôm nay là mình mặc cái bộ đồ hơi bằng nha mọi người. Đó, cái bộ đồ này nè. Cái bộ đồ này nó đã từng làm nó biết bao nhiêu tiền cho mình ấy mọi người. Nói chung là mặc bộ đồ này để phụ hồ á. Thì hôm nay mình ra đây mình làm một cái thử thách 24 giờ để mình sinh tồn ở ngoài cái cánh đồng này nha mọi người. Đồng cua có cháy nè. Thì mình gọi là sinh tồn thì nó nặng quá mọi người. Thì theo như mọi người cũng được biết là sinh tồn á thì mình không được đem đồ ăn nước uống gì đi. Đó, mình chỉ ra một cái chỗ nào đó mình sinh tồn ở đó thì mình tự kiếm thức ăn, tự kiếm nước uống và tự kiếm chỗ ngủ. Đó gọi là cái đó gọi là sinh tồn. Còn theo như mọi người cũng thấy rồi nãy giờ mình quay cảnh đây đó. Ở đây là nguyên cái đồng khô cỏ cháy mà cái mùa này nó rất là hạn luôn mọi người. Cho nên là nước á thì phải nói là không có uống rồi. Cho nên á mình hôm nay là mình ra đây á thì mình có chuẩn bị theo nước uống nha mọi người, cho nên nó không phải gọi là sinh tồn gì nó nặng, mà cái này gọi là mình thử thách 24 giờ ở ngoài đồng khô cỏ cháy này để mình kiếm thức ăn mình ăn thôi, tự kiếm thức ăn mình ăn thôi chứ không phải là gọi là sinh tồn đâu đó. Nhưng mà tự kiếm thức ăn ở đây thì mình nói thiệt cho mọi người là chuột đồng thì bây giờ cũng hết luôn rồi, cái lúc mà người ta mới gặt người ta đào hết rồi mọi người, bây giờ không còn hết luôn. Chủ yếu là bây giờ mình ra đây mình sử dụng cái bản năng bắn ná của mình để mình có thể kiếm được những cái con chim ở đây, mình ngồi đồng đây mình bắn được để mình làm thức ăn thôi. Ngoại trừ chim ra thì không có còn cái gì để làm thức ăn nữa hết trơn á mọi người. Thì đồ hôm nay mình chuẩn bị cũng chỉ là những cái vật cụ cũ thôi. Ở thì hôm nay mình mang theo chai nước uống với lại hai cái dao để sinh tồn này mọi người. Đó. Thì quan trọng nhất cái này nè, cái này cái ná này. Hôm bữa cái ná nhện kia mình ưa bắn á mọi người. Hôm bữa mình cầm mình đi bắn chim cái bắn lửa trúng vô kính nhà ông kia. Ông kia mình đền mà ông đáng lẽ ông kia mình đền, nhưng mà ông thực ra ông đùa thôi, nhưng mà mình thấy ngại quá cái mình cho cái ná luôn. Bắn bể kính luôn, mình đâu có tiền đâu mình đền. Cho ông cái ná luôn rồi. Đó bây giờ mình đem cái ná này theo nè. Cái ná này mua cũng có trăm mấy à mọi người. Đó. Rồi đây là bị đạn nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái ná này để mình tìm kiếm thức ăn ở ngoài đồng này nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng qua bên phía bên kia để mình xem thử coi có thức ăn không mình kiếm chứ, chim mình bắn. Bây giờ nước thì mình có rồi, mình không cần kiếm nước uống nữa mọi người. Bây giờ mình chú ý mình tìm nguồn thức ăn để lát trưa đây thì mình sẽ có thức ăn buổi trưa nha. Đó, và nếu mà chỗ ngủ thì đợi tới chiều thì mình sẽ đi tìm chỗ ngủ, chứ ngoài đồng chỗ ngủ thì cũng dễ lắm, chủ yếu kiếm cái lùm bụi nào đó mình lũ vô mình ngủ thôi mọi người, không có quan trọng. Bây giờ trước tiên là mình phải đi tìm được cái nguồn thức ăn, mình đi tìm chim mình bắn. Rất bắn chim rất là khó luôn mọi người, mặc dù mình bắn thì cũng chuẩn nhưng mà chim kiếm này rất là hiếm luôn, đồng nó khô quá. Rồi bây giờ mình với mọi người sẽ cùng đi tìm những con chim mà mình sẽ tìm nguồn thức ăn buổi trưa nha. Mình đã băng qua mấy cánh đồng luôn mọi người, nắng quá trời luôn, khu bên kia không có chim, mình phải lội qua phía bên đây nè. Nãy giờ mình băng qua khúc bên kia mọi người, mình đi vòng bên kia mình đi qua rồi, xa quá trời xa luôn. Rồi đi qua khúc bên đây mình thấy bên đây là có chim. Bây giờ mình sẽ đi dọc cái bờ mương, dưới đây là cái bờ mương nhưng mà không có nước luôn mọi người, không còn một giọt nước luôn á, nóng quá luôn. Bây giờ mình sẽ đi dọc cái bờ mương này, mình sẽ coi coi có chim không nó đậu xung quanh đây nè, mình sẽ bắn nó và mình kiếm nguồn thức ăn buổi trưa nha. Nắng quá mọi người, bức xô luôn á. Có mục tiêu mọi người, có mục tiêu rồi, có mục tiêu rồi, thấy mục tiêu rồi. Nó nhỏ nó to quá nó bay.
Đây nè nha mọi người. Con chim quá lớn mà mình thường bị bắt quá đít mọi người, bụp rớt liền. Đó, con chim nè mọi người. Từ có chút xíu mình bắn con chim này, không phải chim quý nha. Chim ở ruộng. Đó, có mọi người ai biết con chim là chim gì comment cho biết nha. Trời ơi, phải nói cái trình độ bắn ná của mình là đẳng cấp luôn mọi người. Con chim mà người ta bắn con cu hay con cò nó mới hay. Nó mới gọi là trúng đúng không? Mình bắn cái con chim chút xíu này cũng trúng ai mọi người. Đó, bắn đẳng cấp gì mà bắn bể kiến nhà người ta đó. Đền luôn cái ná mọi người. Đó. Bây giờ mình kiếm thêm có một con hai con nữa là đủ ăn buổi trưa nha mọi người. Đó. Đây, một mục tiêu đó mọi người, một mục tiêu đó, một mục tiêu đó. Trúng đạn rồi sao nó bay mọi người? Để mình săn theo. Nó chưa bay xa đâu, nó còn đâu dây điện kia. Đó 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 mọi người, nó bay qua đại cái điện nó đâu nè. Mình sẽ cho nó một viên nữa cho nó rớt chú này điện luôn. Con chim nhỏ bé mong manh mà nó lì quá mọi người, trúng viên này cái bụp luôn mà nó bay tỉnh bơ à. Rồi. Rồi, trúng đạn rồi mọi người. Chém vào lùm thôi. Đó, mọi người thấy không? Quá đã. Được con đó nha mọi người. Chạy lùm muốn chết luôn. Hai con này là hai con. Mọi người thấy không? Mệt quá. Viên đầu bắn trúng gãy cái chân mọi người. Rồi xong viên sau bắn nó rớt luôn. Nói chung là trình độ bắn ná của mình cũng đỉnh lắm mọi người. Nhờ bắn ná gì mà mình mới bắn bể kính người ta mọi người. Quá hấp dẫn luôn nha. Bây giờ mình đi kiếm thêm một con nữa là đủ ăn rồi. Ráng kiếm thêm một con nữa mọi người. Bắn trúng đạn nó rụng lông luôn mọi người. Không hiểu sao nó vẫn bay được. Rồi đổ nóng lông bay được con chỉ chút xíu chưa. Này, một con nữa mọi người. Nó lưỡi mất luôn rồi mọi người, nó lưỡi mất luôn rồi, tức dễ sợ. Tình hình là nãy giờ mình bắn là được chết hai con, còn hai con là trúng đạn mà bay nha mọi người. Hai con lại là còn lại trúng đạn mà nó đổ lông luôn, nó vẫn bay mà nắng quá mà đi không nổi nữa mọi người. Ui, xui quá, phải hai cái con kia trúng đạn nó chết luôn thì cũng đỡ, trúng đạn mà nó bay hết luôn à. Chim nhỏ xíu gì mà nó chịu đòn ghê đó mọi người. Bây giờ chắc mình phải đem hai cái con kia để mình đi nướng mình kiếm thức ăn trưa thôi mọi người, cho đói bụng quá chịu không nổi, nắng nữa ê đầu luôn. Bây giờ mình sẽ lội qua bên khúc bên đồng bên kia lại mọi người, lội qua bên khúc bên kia lại để mình kiếm chỗ mát mình ngồi mình nướng ăn xong rồi mình ăn trưa xong rồi mình nghỉ trưa mọi người.
Chứ ở đây nắng quá, ở đây không có chỗ núp luôn á. Ừ. Đúng là đồng khô có cháy thiệt mọi người, kinh quá. Quá. Wow. Nãy giờ mình kiếm được một cái vườn xoài nè mọi người. Cái vườn xoài này không biết có ai trồng không, mình không thấy ai ở bên kia, có một cái nhà hoang nhỏ nhỏ xíu à, như cái vườn heo vậy. Thì ở đây mát mọi người, chứ hết chỗ nào mát rồi. Bây giờ mình sẽ ở đây và mình sẽ nhóm lửa lên để mình nướng hai con chim nè mọi người. Mình làm thức ăn nha. Và ăn xong thì mình sẽ nghỉ trưa ở cái vườn xoài này luôn. Đi băng qua mấy cánh đồng ruộng mệt quá mọi người. À, cái này là cái chuồng heo mà người ta bỏ hoang ở giữa cái đám xoài nè mọi người. Chuồng heo chứ không phải cái nhà đâu nha. Xíu à. Bên hông đây nó có một cái lõm trống nè. Đó, mà cái lõm này nó phất cái gió cho nên mình có thể nhóm lửa ở đây được. Chứ trời gió quá thu cái điện thoại nó ồ ồ, mọi người thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ đốt một đống lửa ở đây và mình sẽ nướng hai con chim để mình ăn tươi nha mọi người. Có lửa rồi, đợi một chút cho có than rồi mình sẽ nướng hai con chim nha mọi người. Giờ lửa có than rồi mình sẽ nướng nha mọi người. Trời gió quá. Chín hai con chim luôn nè mọi người. Đó. Làm ra thì nó có chút xíu thôi. Đó. Người ta bắn cu bắn cò là quá bình thường, tại nó bự. Mình là mình bắn cái con này nó mới đẳng cấp mọi người đó. Chút xíu thôi. Nhờ cái trình độ bắn như gì của mình nè, bắn bể kính người ta đó. Ở đây gió quá mọi người. Mình thông cảm nha, quay hồ hồ. Không có chỗ nào mà mình núp gió được hết trơn á. Mình có đi theo một bị muối đây. Giờ mình sẽ dùng muối mình đi chấm mấy gì mình ăn. Đó. Để mình nếm thử coi vị muối này nó có mặn không. Qua wow. Mình xách lộn bị muối không phải bị muối cái bị gì á, trời ơi, bị bột ngọt. What? Wow. Ờ, xách lộn bị bột ngọt má ơi. Rồi xong ăn chim không luôn đi, ăn chim không luôn mọi người, xách lộn bị bột ngọt rồi. Mà không sao, có chim không cũng được. Khó chịu quá, đúng bị bột ngọt khó chịu quá mọi người. Này thử một miếng coi. Đó. Mời mọi người nha. Trời gió quá mọi người. Cũng may mà cái trình độ bắn chim của mình thường thường. Bắn được thôi chỉ chút xíu xíu à. Rất là ngon luôn, bỏ cái họng ầm hết luôn mọi người. Gió ghê luôn các bạn. Ngon quá mọi người. Ngắm lời con mắt luôn mới thấy được nó. Nhỏ quá. Ăn hai con này chắc mọi người nghĩ là mình ăn xong rồi cũng như không à, nhưng mà thực ra thì mình ít ăn lắm nha mọi người. Cơm thường thường là mình ăn hai chén là quá lắm rồi đó. Hồi trước á mình ăn nhiều, lúc mình mới lớn á, năm tầm 19 đôi 20 á mọi người, lúc đó mình ăn ghê lắm. Bữa nay như già rồi sao á, có tuổi á mọi người, ăn hết nổi. Hai con chim này mình ăn thì mình vẫn đủ no thôi mọi người, không đến nổi gì mà đói nha. Rất là ngon luôn. Từ phải có, phải chỉ có muối chấm nữa hết chảy luôn, đẹp luôn bị bột ngọt má ơi. Sinh tồn kiểu này chắc có ngày xanh cỏ mọi người. Chiều nay mình sẽ đi kiếm thêm cái gì mình ăn nha. Ở đây cái vườn xoài nhưng mà không có trái nha mọi người. Hay là chiều nay mình nghiên cứu thử mấy cây xoài này, coi thử có trái xoài nào không. Mình leo lên mình kiếm thử trái ăn. Thật sự mình ăn cỡ trái xoài mình no rồi. Còn không có thì mình đi kiếm cái khác nha. Chứ chi mình bắn gòn hết đạn luôn á mọi người. Sáng mình mua có bị à, bị đạn à. Chim nhỏ quá. Để mình đi dọc đường mình gặp mấy cái con cu đất á nhau á, mà nó xa quá bắn hết mớ đạn. Mới gặp mấy con này
bắn hết mấy viên nữa, còn hết đạn rồi, không đủ để đi săn chim nữa. Hết rồi, rất là ngon, tạm sống vào bữa trưa rồi đó mọi người. À, bây giờ thì mình suy nghĩ người, thì ở đây rất là mát luôn. Mình thấy bên này nó có cái nền xi măng nè mọi người, mình sẽ nằm ở lên nền xi măng nghe mình nghỉ nha. Và đợi xế chiều mình chỉ đi tìm thêm nguồn thức ăn buổi chiều và mình sẽ nghiên cứu chỗ ngủ luôn nha. Ở đây nó có cái nền bê tông thiệt sạch luôn nè mọi người. Bây giờ mình sẽ nằm để mình nghỉ nha. Giữ góc sồi chút đây rồi mình sẽ nằm xuống ngủ luôn. Và mình xế chiều mình sẽ đi tiếp tục kiếm thức ăn buổi chiều và mình sẽ nghiên cứu chỗ ngủ nha. Nếu mà không có thì chắc vòng vòng để mình tiếp cho mình ngủ đây qua đêm luôn. Giờ này chiều rồi mọi người. Bây giờ mình đi vòng ra đây mình kiếm thức ăn. Mà chim ở cái khúc này không có chim, mình không thể nào bắn chim được nha. Giờ mình sẽ đi vòng đây mình coi thử có cái cây xoài nào mà nó còn lỉ loi trái hai trái mọi người. Mình lấy mình hái, mình kiếm một trái mình ăn, kiếm sống vào buổi tối chứ. Lỡ mà chủ vườn xoài có coi clip này, cô gì chú thím gì đó đừng có trách mình nha. Xin trái nha mọi người, mình không biết còn không nữa để mình coi nữa. Nếu không có thì mình sẽ đi tìm thức ăn khác nha. Có mấy cái cây xoài này mọi người, hết mùa xoài rồi nha mọi người, người ta hái hết luôn rồi, rụng sạch sẽ luôn, không còn một trái luôn, trời không thấy trái nào luôn đó, nhiều cây lắm nhưng mà không còn cây nào có trái hết mọi người. Trời ơi, kiểu này chắc đói quá. Giờ này mà tiếng mấy cây của nông dân mà vẫn còn cày ruộng ở phía ngoài kia mọi người. Chiều gần tối rồi mình nhân ta vẫn còn cố gắng người ta cày đó. Bây giờ chắc không có xoài, mình phải đi tìm vòng vòng có cái gì không chứ. Mình đi vòng vòng mình kiếm được, mình thấy có được hai cây luôn mọi người, một cây điều là cây đào đó, người ta thường gọi là cây điều, với lại một cây xoài mà cây xoài trái thật là nhiều luôn mọi người. Đó mọi người xem cây xoài trái thiệt là nhiều luôn đó, nhưng mà có một cây điều bên sát bên nữa này mọi người. Xoài này trái này chắc người ta chưa thu hoạch đâu nè, chắc các loại này người ta chưa hái, chứ người ta hái là không còn trái nữa, nó sẽ không ra trái nữa nha mọi người. Người ta hái một lần này thôi là phải đợi tới mùa sau nó mới ra nữa. Đó, trên kia rất là sai luôn kìa. Nhưng bây giờ mình sẽ không ăn xoài nha, mình sẽ hái điều mình ăn. Đó, bên này nó có cái cây điều này mọi người, cây đào này. Đó, mọi người thấy trái chín không? Đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ hái xuống. Cái điều này là mình ăn, mình bỏ hộp lại cho người ta mọi người. Người ta trồng cái điều này, người ta không có lấy cái trái làm gì, người ta chỉ lấy cái hộp thôi. Khi mà trái nó chín rồi thì người ta lấy trái, người ta cho dê, cho bò ăn rồi người ta lấy cái hộp thôi, người ta tiêu thụ. Bây giờ mình sẽ ăn cái trái, còn cái hộp mình quăng lại cho người ta thấy là người ta lượm lại được rồi. Đây nè mọi người. Ồ, hai trái nè. Giờ mình ăn thử cho mọi người xem nha. Cái hộp này là mình gỡ ra, mình quăng lại ngay góc đó cho chủ điều người ta thấy, người ta thu hoạch thôi mọi người. Chứ người ta không có sử dụng cái trái làm cái trái này, người ta để cho dê cho cừu ăn thôi. Đó, nhưng mà mình ăn thì nó lại ngọt lắm nha mọi người. Còn một loại nữa màu đỏ, nhưng mà một loại màu vàng này nó hơi nhỏ hơn màu đỏ kia, màu đỏ nó bự lắm. Ừ. Nó hơi chét. Nó ngọt này nó hơi chét. Wow. Ừ. Hay nói cái vị này là không có một cái món trái cây nào mà nó giống cái vị này luôn á mọi người. Ngọt thì cũng không phải là ngọt, mà chua cũng không phải là chua, mà chát cũng không phải là chát. Nó vừa ngọt vừa chua vừa chát nữa, nói chung nó đủ thứ mùi vị hết rồi mọi người. Nhưng mà cũng ngon nha. Mọi người á,
có ai ở miền núi hay ở nông thôn đó thì chỉ thường xuyên thấy cái trái điều này mà chắc mọi người đã ăn rồi, còn có nhiều người ở thành phố chắc chưa ăn đâu. Ăn lúc đầu nó ghiền đó mọi người, nhưng mà ăn rồi nó sẽ ớn nha, ăn nhiều nó sẽ ớn á, nó ăn nhiều nó chỉ nó hóp cái cổ mình rồi nuốt không vô luôn á. Qua trái này còn sống mà sao hơi chát mọi người. Trái này có sâu, sâu đâm chính giữa. Trái này nó sâu nhưng mà nó ngọt quá mọi người. Thường thường là mấy cái trái ngọt là sâu nó ở, còn mấy trái hơi chát là sâu nó không ở. Còn đằng kia mấy trái luôn mà nó ở phía ngoài nhánh ngọn á mọi người, sao quá khó hái quá. Chút nữa mình chỉ hái thêm một hai trái mình ăn, mình để cho no cái bụng mình luôn. Và mình chỉ cố mình ngủ qua đêm đây cho hoàn thành cái thử thách 24 giờ ở ngoài đồng này nha mọi người. Đồng mình cũng không phải gọi là phải đồng khô cỏ cháy luôn mới đúng. Bây giờ là gần tối rồi, mình sẽ trở về cái giường sồi nãy, mình sẽ đốt lên đống lửa để cho ấm mà mình sẽ ngủ. Chắc mình sẽ ngủ lại cái chỗ mà hồi trưa giờ mình nghỉ luôn mọi người. Cái đó nó có một cái lõm xi măng rất là lén luôn. Mình nghĩ đó hồi trưa giờ mình thấy rất là được luôn á. Giờ mình chỉ trở về đó lại là mà mình sẽ đốt đống lửa nha. Thôi mình sẽ chất củi ở đây nha mọi người. Củi mình sẽ chất ở đây nha, và mình đợi một chút nữa trời tối rồi mình mới đốt nha mọi người. Chứ đốt bây giờ cũng chưa có tối mà vẫn còn ánh sáng, mình đốt lát nữa tắt luôn mình mất công mình lượm thêm củi nữa. Ở mình chất đây sẵn, bây giờ mình lát mình đốt luôn là tối luôn là được. Giờ tối rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đốt lửa lên nha. Có lửa rồi đó mọi người. Bây giờ là mình cái gì vậy? Kiến. Ui. Quay khu đi kiến không mọi người. Đốt lửa cái nó động kiến nó lên ta. Rồi mọi người xem này. Đốt lửa nóng mình đó bên đây động kiến nó lên, rồi cái chỗ ngủ hết ngủ luôn rồi. Bây giờ mình phải đi kiếm chỗ khác mình ngủ mới được mọi người. Kiếm chỗ khác ngủ mới được. Xét bên đây nó có cái cũng cái nền xi măng nè mọi người. Giờ mình sẽ dọn cái ở đây mình nằm ở đây nha. Mình lấy cái bứt một ít lá xoài. Mình bứt lá xoài mọi người, mình trải ra đây bắt đầu mình nằm đây mình ngủ nha. Ở bây giờ mình lót mấy lá xoài đây mọi người, mình lấy dép mình gối đầu mình nằm mình ngủ nha. Thời tiết bữa nay thì canh ngày thì gió nóng, canh đêm thì vừa mát chứ không có lạnh nha mọi người. Mình nằm mình thời tiết bữa nay là ngủ không cần đắp mền luôn. Nên mình nằm đây cũng ổn định đó mọi người. Bây giờ mình sẽ ngủ nha. Cố gắng hết đêm nay và sáng ngày mai thì mình sẽ hoàn thành thử thách 24 giờ ở ngoài đồng khô cỏ cháy nha mọi người. Wow. Thì trời cũng sáng rồi mọi người.
Thì mình đã ngủ ở đây suốt đêm qua. Chiều qua ăn mấy cái trái điều kia, giờ nó sốt ruột, đói bụng quá chịu không nổi mọi người. Nó cào ruột chịu không nổi đó. Bây giờ lướt về nhà để kiếm gì ăn chứ không là knock out tại đây luôn mọi người. Thì mình đã hoàn thành xong cái thử thách 24 giờ sinh tồn ở ngoài đồng này rồi. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để xem clip của mình nha. Mọi người nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có thêm động lực cho mọi người. Bây giờ thì mình xin chào mọi người ở đây. Qua một ngày mới thì mình xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.